Kính thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 4 năm 2023, Phân ban ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khai mạc lớp bồi dưỡng, luật tạng và nghi thức thiền môn tại Chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ khai mạc, Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Cố vấn Ban Tăng sự Trung ương đã quan lâm giảng dạy về nghi thức truyền giới cho chư ni, đại diện cho phân ban ni giới các tỉnh thành trong cả nước. Đây là khóa bồi dưỡng luật tạng chuyên đề về các pháp yết ma và nghi thức thiền môn do Phân Ban Đi Giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trong hai ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Vĩnh Nghiêm nhằm thống nhất cách thức truyền giới cho chư ni tại các tỉnh thành trên cả nước. Ni trưởng thích nữ tịnh nguyện chứng minh Phân Ban Đi Giới Trung ương, Ni trưởng thích nữ Nhật Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng Phân Ban Đi Giới Trung ương, Chư Tôn Đức Ni trong thường trực phân ban ni giới trung ương cùng 400 Chư Tôn Đức Ni đại diện phân ban ni giới các tỉnh thành trong cả nước đồng tham dự. Tại buổi thuyết giảng, Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông giải thích các đề mục trong quyển giới đàn theo tinh thần luật tạng do trí tánh soạn tập và quyển Việt Nam truyền giới chánh phạm do giới đại viện Chùa Huệ Nghiêm biên soạn. Hòa Thượng nhấn mạnh có 10 yếu tố quan trọng để thành tựu yết ma truyền giới, tự nhiên đắc giới, kiến đế đắc giới thiện lai tỳ kheo do xác nhận đức phật là đại sư do khéo trả lời do thọ bát kỉnh pháp do gửi đại diện năm người trì luật mười người trì luật tam ngữ đắc giới hòa thượng cũng giải thích cặn kẽ danh xưng chức năng của vị giới sư tuyên luật sư đắc giới hòa thượng yết ma a xà lê giáo thọ a xà lê tôn chứng tăng già dẫn thỉnh sư giám đàn sư khai đường hòa thượng sám chủ sư, kinh sư, công văn sư. Hòa thượng giải thích về 13 già dạ nạn của giới tử và một số vấn đề bất cập khi truyền giới của giới sư, đồng thời đưa ra những định hướng nhằm cải thiện những bất cập khi truyền giới. Chiều cùng ngày, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, quan Lâm thuyết giảng về nghi thức kiến tạo giới đàn và cách thức trách nhiệm dành cho các vị giới tử điểm lễ dẫn thỉnh trong giới đàn hòa thượng nhấn mạnh về vai trò của vị giới sư trên giới đàn là rất quan trọng quyết định sự thành tựu đắc giới của các giới tử từng vai trò cử chỉ hành động của các vị giới sư quyết định mật thiết tới sự phát sinh giới thể của giới tử âm thanh ngữ điệu đọc văn kinh của vị giới sư nhất là vị giáo thọ và các vị dẫn thỉnh cũng rất quan trọng cho sự thành tựu giới thể của giới tử nói về định hướng cải thiện những bất cập khi truyền giới hiện nay hòa thượng cho rằng nếu như vai trò của vị tôn chứng sư là quyết định cho giới tử đăng đàn thọ giới hay không qua việc thấy nghe và nghi thì vị giới sư cũng phải đạt được tiêu chuẩn là các giới tử sẽ không thấy không nghe và không nghi những lậu hoặc của mình thế nên mô hình truyền giới lý tưởng thì yếu tố quan trọng hàng đầu là tất cả những người liên quan đến việc tổ chức đại giới đàn phải am tường về tạng luật nhất là thông suốt các pháp yết ma